Shop Đào Tuyên xin chào tất cả các bác đam mê thợ bẫy chim đêm nhá. Hôm nay giới thiệu với bác một cái mẫu lều du lịch, lều bẫy chim đêm, lều đi phượt. Thì trước khi đi chi tiết về sản phẩm này, em cũng xin nói về cách thức mua bán giao dịch bên shop. Khi các bác mua hàng bên shop nhá, các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới phải thanh toán tiền nhá các bác nhá. Khi các bác thanh toán tiền thì thanh toán cho các bạn shipper mang hàng đến cho các bác nhá. Sau đây em sẽ đi chi tiết về sản phẩm. Sản phẩm lều du lịch này có chiều dài là 2m, chiều rộng là 1,5m, chiều cao là 1,1m. Khi các bác nhận hàng sẽ nhận được một túi lều nhỏ gọn như thế này, rất chi là ok và chất lượng các bạn. Lều này được thiết kế bằng vải gió các bạn. Vải gió này thì cực kỳ ấm luôn. Khi anh em đi mùa đông này, anh em đi đánh chim mùa đông này, hoặc là anh em đi đánh chim chuyển đồng này thì cực kỳ là ok. Ví dụ như mùa này anh em mình đang đánh chuyển đồng này, đánh nhát hoa này, đánh cúc ta này, anh em mình đang đánh chuyển đồng, thì cái lều này như mặt trước các bác nhìn thấy đây, nó được thiết kế màu rằn di ngụy trang. Bên trên có một cái lớp gọi là lớp nóc các bạn. Lớp nóc này tháo ra thì có thể là thoáng. Còn bên ngoài này anh em mình có thể là kéo cái lớp vải dù vạt này ra, thì nó sẽ có một lớp lưới, một lớp màn như thế này để chống muỗi cắn anh em. Khi anh em mình nằm trong lều vẫn có thể nghe được tiếng chim lao vào lưới, và khi anh em đi du lịch thì có thể chống được hoàn toàn muỗi. Thì cái lều này có thể mở được ra một lớp nữa này các bác này. Nó có thiết kế hai lớp như thế này, và bên trong này cực kỳ rộng rãi luôn các bạn. Lều này anh em mình có thể nằm được 3 người đấy, còn lều để nằm thoải mái chỉ có nằm 2 người thôi, tại vì nó rộng 1,5m mà các bác. Lều này được thiết kế rất chi là chắc chắn, các xương bao quanh của nó được làm bằng phíp các bạn, bằng nan phíp đi các bạn, bằng carbon đấy, hay gọi bằng carbon. Nói chung là lều này khi anh em dùng cực ok và cực bền luôn, anh em dùng giữ gìn có thể dùng được vài mùa chim. Giá thành của nó thì cực kỳ là rẻ các bạn. Thì em vừa giới thiệu qua về chiếc lều bẫy chim đêm này, lều du lịch, lều phượt này. Bác nào cần cái dòng lều này cứ liên hệ em nhé các bác nhé. Nhà em chuyên cung cấp tất cả các đồ bẫy chim đêm, lưới, loa, đài, âm ly và dụng cụ đi săn bẫy chim đêm, chim ngày. Bác nào cần liên hệ em. Để vừa rồi em có giới thiệu qua về chiếc lều đấy. Em cũng xin công bố giá công khai của chiếc lều này luôn. Chiếc lều này nhà em bán giá là 350.000 bao ship một cái. Khi các bác mua hai cái thì em sẽ giảm giá cho các bác luôn. Còn giảm bao nhiêu thì các bác cứ alo trực tiếp đến số điện thoại em để bên góc phải màn hình. Thì vừa rồi cũng làm một đoạn video ngắn để giới thiệu chiếc lều. Cũng xin kết thúc video lại đây. Xin chào toàn thể các bác nhé. Bạn nào thấy hay có thể đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bác.